Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Ngọc Lâm Cam Minh đây. Hôm nay thì mình sẽ dẫn một cái đội của mình đi cháy phố anh em ạ. Hôm nay thì cái đội mình rất là đông luôn anh em ạ. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Đông vãi không? Đây, hôm nay thì trên này mình cầm theo nhiều xe phân khối lớn anh em ạ. Đó. Đấy, anh em thấy dữ không? Đây là con Winner này. Winner X. Đó, đội của mình hôm nay thì mình vẫn đi con quay thôi. Nhưng mà mình sẽ thử đua với cả cái đội phân khối lớn này xem mà có ăn được đội đó không anh em ạ. Đấy, mình sẽ cho từng đứa một lên xe. Xong rồi tụi mình sẽ xuất phát luôn. Đó. Hai thanh niên này đi con xe này đi. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Lên xe. Rồi. Tiếp theo đến với con xe này. Thế mình cũng không biết tên mấy con xe này là xe gì anh em ạ. Mình cùng lắm mình biết con xe ở đầu kia nó là con xe Ducati anh em ạ. Đó. Anh em đã lên xe hết rồi đấy. Mình lên đường thôi. À đây, mình vẫn chiếc xe quen thuộc con quay đen. Đó. Lên nào, lên đường thôi. Rồi, cho bọn nó đi trước rồi bọn mình sẽ đi sau nha anh em. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. But the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I'm
tonight. Emotional suicide. You know it's a night for I. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No. But the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. Sau một hồi chạy hết tốc lực thì cuối cùng đến nơi anh em ạ. Đây ở cái đoạn này này. Nhưng mà sao có mỗi 4 đứa đến nhỉ? Ảo thế nhỉ? Không biết anh em cái chặng đua vừa rồi anh em có rụng rời ở đâu không? Ôi. Ôi, có lẽ là mình làm xong video rồi đấy. Kết thúc video ở đây rồi anh em ạ. Cái kết thì anh em mình cũng đã biết rồi đấy. Cái xe phân khối đi nhanh lắm anh em ạ. Mới lại tôi cũng chấp bọn nó trước một đoạn. Thôi ba anh em nha, hẹn anh em ở video sau.